Tin bão xa bờ, siêu bão pháp thuật 3D sau khi đổ bộ các nước lân cận như Thái Lan, Đài Loan và Trung Quốc thì chỉ còn 5 ngày nữa thôi là siêu bão pháp thuật 3D đã đổ bộ vào Việt Nam rồi. Quý khán giả nói chung và các bạn học sinh nói riêng, hãy chú ý đề phòng và nhắc nhở người thân bạn bè mang theo các hành trang như pin dự phòng, SIM 3G, 4G hoặc hãy đến nơi có phủ sóng wifi mạnh nhất để cùng chúng tôi đón siêu bão pháp thuật 3D này nha. Xin chào và ít thắng. Pháp thuật 3D Fantasy em tải ngay tại App Store và Google Play với từ khóa Pháp thuật 3D VTC.